Hello, xin chào các bác. Chào mừng các bác yêu thích sưu tầm và chơi lan kiếm rừng. Và đây là cái video mà dành cho các bác mới tập tành sưu tầm chơi lan thôi các bác nhá. Còn những bác mà chuyên nghiệp bỏ đồ thì cái video này thì các bác có thể bỏ qua ha. Đây là cái loạt mà những cây kiếm rừng em mua đợt vừa rồi ở trên mạng các bác nhá, kiếm Tiên Vũ rừng ở một cái shop ở Thanh Hóa. Vâng, đây là những cái kiếm mà đã được trồng gần 20 ngày các bác nhá, không nhớ chính xác lắm nhưng mà gần 20 ngày. Thì bởi vì là mình là người mới tập chơi này, mình tự mua về mình trồng là mình trải nghiệm này, tất cả là đều là tự mình làm hết, cho nên là những cái gì mình nói ra là những cái mà từ đáy lòng và nó rất là thật và rất cụ thể. Chứ những cái shop mà họ kiểu đi bán thì họ chỉ nói là họ chỉ bán thôi. Nhiều khi thì họ có thể bỏ qua những cái vấn đề này bởi vì cái nội dung người ta là bán mà, đúng không? Thì bây giờ những cái video này thì Nam muốn chia sẻ đến các bác mới tập chơi thì sẽ có một cái trải nghiệm tốt hơn, và đặc biệt là nếu mình có mua lan kiếm rừng mà mình trồng mình chơi á thì nó cũng đỡ tiền. Và thứ nhất là mình mua về mình trồng các bác thì nó rẻ nhá. Còn những cái cây kiếm mình người ta trồng ra mà nó có hoa, nó sổ hoa là rất là đắt. Thì thật ra những cái kiếm kiếm rừng thì họ hái từ họ bóc vào từ rừng kiểu như cũng như dòng giá hạt thôi. Ví dụ như trồng mà dùng mà tức là nghe cái từ mà rủi ra nó sổ được cái mặt hoa đẹp thì chúng ta có một cái chậu lan giá trị và chúng ta nhân giống rồi chia sẻ với người khác, vậy đơn giản mà thôi các bác nhé. Đấy, thì đây là cây lan kiếm Tiên Vũ, thì nhà shop của một cái kênh YouTube họ bán thì họ cũng chỉ nói vậy thì mình cũng mua về, và như các bác thấy nhá. Và đây thì đặc biệt là đây là cái nội dung mà mình muốn chia sẻ và phải quay cụ thể cho các bác thấy thì mới nói chung là mới thuyết phục được. Đây là cái ba chậu lan mình trồng đây. Thì thứ nhất, khi mà các bác mua kiếm rừng là các bác phải kinh nghiệm này. Họ bán là họ chỉ dơ vì nó rất là nhanh. À, thì các bác là phải có tinh ý một chút, thì sau khi mà mua về mà trồng xuống thì mình mới ngỡ ra thôi, chứ còn tất nhiên là sau những đợt mua sau thì mình sẽ có kinh nghiệm hơn. Đấy là cái việc mà mua về mình trồng mình trải nghiệm là nó có lợi như vậy các bác nhá. Thì ở đây á là mình mua mua một bó như vậy là nó có 1 2 3 4 5 6 7 7 thân và có một cái măng nhỏ nhỏ là 8. Nhưng mà một cái cây già như này các bác này đã bị nhún mất rồi. Hôm trước thì tình cờ bỏ ra ngoài trời mưa, các bác thấy không? Những cái cây mà kiếm già mà nó bị nhún thế này này là các bác thấy chưa? Nó bị vàng vàng như vậy, nó chỉ cần gặp mưa cái là nó nhún, nó thối cực kỳ nhanh luôn. Và nếu như mà chúng ta không tinh ý mà chúng ta mua những nhiều cái thân già thì cái khả năng sống của nó rất là khó. Thì khi mà nhìn qua video á thì các bác nên nhìn những cái loại mà đây các bác này. Cái cây tơ nó nhiều nhá. Đây này, các bác nhìn thấy cái cây tơ không? Cái cây tơ thì nó rất là khỏe, và có thể là bởi vì sao? Khi mà các bác mua là người ta gửi cho các bác từ shop mà đến tay các bác thì nó phải mất 3 4 ngày. Nó bị để trong cái hộp rồi nó di chuyển từ cái vùng miền này vùng miền khác, nó nắng như thế là cái khả năng mà nó yếu, mà rồi đến tay mình trồng rất là mặc dù là kiếm nó rất dễ nhưng mà cái khả năng sống thì nó cũng rất là thấp hơn so với người ta trồng. Chứ các bác thấy ở trên mạng người ta chia sẻ nhá, bởi vì người ta tự bóc từ cái chậu ra người ta trồng ngay thì mình đã bảo là sống ngay, bởi vì người ta còn biết được cái cây mà nó nằm ở trên cái cây mà nó nằm trên cái thân già là người ta biết cách phối hợp. Và một chút nữa thì mình sẽ nói là cái cây nào thì nó sống khỏe, cái nào nó không sống khỏe. Thì người ta bóc từ cái cây xuống người ta trồng thì nó cực kỳ nhanh, càng nhanh lên ra rễ và nó khỏe, bởi vì nó không có cái mất cái thời gian mà đi từ gửi từ cái shop vì từ cái tỉnh này sang tỉnh kia thì nó rất là lâu đúng không các bác nhá. Đấy thì người ta chỉ có mất cái thời gian là người ta cắt ra, người ta bôi mỗi cái cồn hoặc là cái keo mà liền sẹo vào cái chỗ vết cắt, sau đó thì người ta chờ khô khoảng độ mấy tiếng thôi thì hoặc vài tiếng thì người ta trồng xuống ngay, thì đảm bảo các bác là nó cực khỏe, cho nên người ta bảo là dễ trồng thì đúng là cũng dễ trồng thật. Nhưng mà có một điều đặc biệt là lưu ý các bác nhá. Ở đây thì do là cái hôm mà mua về cái bó bó đấy thì có một hai cái cây già nó nằm ở ngoài á, thì mình cắt rời ra thì nó chết một cây, còn một cây thì các bác thấy không? Cái khả năng chết của nó bây giờ là cũng là rất là cao rồi đó. Nhìn các bác thấy nó vàng đấy không? Đấy. Và các bác thấy hai bên hai cây đó không? Đấy, một cái cây đây này. Một cái chậu đây là nó gồm
một cái thân không phải là thân già, nó thân tơ, và một cái kiểu như là cũng vừa là nó kiểu như là vừa măng ở mới từ giai đoạn măng lên thôi và tơ tơ đó. Và đây là một cái cây cũng không gọi là măng, nhưng mà nó cũng là già, nhưng mà các bác biết là nó lại được kẹp với một cái cân thây cây tơ. Cái đây là gọi là một cây tơ các bác nhá. Thế nhưng cái cây này thì nó không được đẹp đấy, nhưng mà thế này các bác có thấy là cái cây tơ đây á, là nó có một cái măng và cái tỷ lệ ra rễ của nó cực kỳ là cao đấy các bác nhé. Khi mà trồng thì chúng ta phải để từ một cây tơ một cây già thì cái khả năng sống của nó mới cao. Còn các bác thấy là cái cây mà đây, vì do là cái lúc mà mình không biết, cái hai nữa là nó lẻ lẻ mà mình bảo thôi cắt luôn đi, bởi cái thế của nó không 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 thể để được, mình cắt cho nên khả năng chết nó rất là cao. Và kể cả bây giờ là bơi xuống rễ của nó thì nó chưa ra rễ, và cũng trồng một ngày, và cái chế độ giá thể rồi cái độ ẩm tưới nước như nhau. Nhưng các bác bây giờ mình sẽ quay cho các bác xem, các bác xem các bạn thấy cái rễ của nó lên là các bác có thể sau này các mua mua là các bác nên là nhớ là chọn những cái cây khi người ta đưa cả bó thì các bác nên nhanh mắt nhanh ý nhìn một chút, mua qua thì mình có thể là chọn được, đặt được cái chốt được cái đơn nào mà nó nhiều cái cây tơ thì các bác trồng cái tỷ lệ nó lên rất là cao nhá. Và đặc biệt là khi mà về các bác cắt cho các bác trồng thì các bác nên để một cánh già nhá, một cây già một cây tơ, và mình sẽ quay cho các bác cụ thể thấy đây. Đây là sau mười mấy ngày trồng nhá, đây các bác. Cái phần mà mình tủ cái phần rễ gốc các bạn, đây là cái giá thể đây. Ở dưới thì đây các bác thấy chưa? Đó, cái rễ da trắng chưa? Đấy. Đấy các bác thấy rễ rất là sung nhá. Đấy, có nghĩa là như vậy là thành công rồi các bác. Nói chung là như vậy là nó đã sống rồi đó. Đấy. Như vậy là nó đã ra rễ các bác nhá. Những cái cây già như thế này thì mà nó đã ra rễ thì những cái cây bên cạnh những cái cây măng cái này thì là ok đúng không các bác nhá. Đó, đấy vậy thôi. Đó là một cái chậu thứ nhất. Đây mình sẽ tủ lại bởi vì cái bên 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 dưới thì là cái vỏ thông to, nhưng mà bên trên mặt trên là phủ một cái vỏ thông không vụn các bác. Thì hôm trước mình có nói là không vụn rồi, nhưng mà bên trên mặt đây này các bác nên phủ một lớp dớn nhá, dớn cái rêu, rồi xong là mình tưới nước thường xuyên là nó giữ ẩm ở trên mặt đó các bác nhá. Đấy, nó giữ ẩm trên mặt, tức là nó kiểm soát độ ẩm, tức là học tập theo mấy bác trồng lan va, đó là kiểm soát độ ẩm bằng những cái bình cái rêu sâu hoặc là rêu xanh các bác nhá. Đó, đó là chậu thứ nhất nhá. Và đây là chậu thứ hai đây các bác nhá, đây cái chậu thứ hai cho các bác xem đây. Đây các bác thấy chưa, những cái cây tơ thì nó lại còn cực kỳ sung. Đấy, mình cắt cọc hết rễ đi, các bác thấy chưa? Đây, các bác thấy không? Đó, mình bơi ra đã thấy rễ nó sau 20 ngày các bác thấy không? Rễ nó là trắng trắng tinh luôn nhá. Đấy các bác thấy chưa? Đấy. Chưa được 20 ngày đâu các bác, khoảng độ mười mấy, 16 17 ngày ở đây, nhưng mà các bác thấy chưa? Rễ nó ra ok nhá. À, chúng ta phải hết sức cẩn thận nhẹ nhàng ha. Cái này nó cứng cứng có thể làm động cái rễ, cho nên mình rất là nhẹ nhàng. Các bác thấy chưa? Cái kết quả sau gần 20 ngày ha, khoảng hơn 2 tuần đó. Đấy, nói chung là khoảng 2 tuần là ra rễ các bác nhá. Đấy, và mình chỉ có việc là để đây rồi rửa ẩm, và đặc biệt thì mình không dùng bất cứ một cái loại thuốc kích thích ra rễ nào các bác nhá, chỉ có cắt rễ đây thôi. Các bác cắt xong bắt đầu rửa sạch những cái bụi bụi đi, xong là bắt đầu mình tiến hành mình trồng là nó ra rễ rất là ok luôn. Đấy, những cái cây tơ này thì yên tâm rồi, nói chung là cái vì nó sâu hơn đấy các bác, nghĩa là mình không muốn có tiện bơi ra các bác nhá. Đấy, đấy thì đó là chậu thứ hai, và đặc biệt là cái cách mà để bố trí các cái cây mà để trồng các bác. Đấy, không có gì bằng cái mua về trải nghiệm các bác nhá. Thì hôm trước mình cũng có nói rồi, thì mình mua về thì nó chỉ có 200 30 nghìn một bó to to vậy, vì cả cả tiền ship này các bác nhá. Đấy, còn cây thứ ba là cây già này các bác này. Đấy, quay cho các bác thấy cây già thì cái khả năng cái tỷ lệ ra rễ của nó thì rất là khó hơn. Đây các bác thấy không, không hề chưa có biểu hiện ra rễ luôn. Đấy, chế độ như nhau nhưng mà nó chưa thấy có rễ, và nhìn cái héo héo của nó thì để chờ thêm một thời gian nữa xem nó thế nào. Nhưng mà cái tỷ lệ sống thì có thể là những cây già này nó rất là khó các bác nhá, cây tơ thôi, chứ còn cây già thì ra rễ là khó hơn, bởi vì nó cũng kiểu như là cái vòng đời của nó các bác, nên là chúng ta cũng không nên quá kỳ vọng. Vì khi là mua
hàng giá rẻ mà thì cái tỷ lệ đó là cũng là xứng đáng thôi, cũng không xa hết, không có thắc mắc gì. Nói chung tiền nào thì của đấy thôi. Thế thì bác nào giỏi trồng giỏi chăm, nói chung giỏi trồng giỏi chăm giỏi nhân thì các bác có hàng thôi là cái chuyện là đương nhiên. Đấy thì cũng như là cái mua về mà trải nghiệm như vậy đó các bác. Nói chung là nó phải phải có kinh nghiệm một chút. Nói chứ mình mua về mình trải nghiệm là một cái mà kiểu như trả học phí thôi. Đấy thì sau những cái lần đấy thì những cái lần sau mình có thể mua cái cách mua mà cái chọn hàng ở trên mạng rồi là đặt để nhìn qua lướt qua để mình chốt đơn thì cũng là cực kỳ quan trọng các bác nhá. Thì bảo mà cái người người ta bán người ta đưa chậm chậm cái hàng xong nó mình nhìn nhìn mình chốt đơn. Các bác nhớ nhá, cây tơ nhiều thì nó sẽ nhanh ra rễ. Và các bác nên nhớ khi cắt ra mà trồng á, cắt ra mà trồng thì các bác nên để một cây già, nói chung là nó cứ hai nhánh, một cái cây măng và một cây già, một cây tơ, các bác cực kỳ nhanh ra rễ nhá. Đó thì hôm nay có một bác để xin số điện thoại để nhờ tư vấn. Nói chung là ở trong cái video lan kiếm thì mình nghĩ chắc là để nói về cách trồng lan kiếm, thì nói chung là cái đây là cái video mà cái study video lan kiếm để dành cho các bác mới chơi học chơi và sưu tầm lan kiếm, thì các bác có thể cùng giao lưu học hỏi và chia sẻ các bác nhá. Đấy thì không có cái gì bằng là cái mua về mình trồng và trải nghiệm. Thì đặc biệt là có những cái mà gì mà trải nghiệm rồi mà nếu như các bác cần hỏi thì mình sẽ chia sẻ. Còn các bác chuyên nghiệp thì chắc các bác không quan tâm đến cái này đâu. Đấy nhưng đặc biệt thì khi mà mình đã có trải nghiệm rồi thì mình có nói là khi mình chơi mấy tập chơi thì mình mua những cái rẻ tiền, còn khi cái level mình cao mình có thể mua những cái kiếm đắt tiền thì mình sưu tầm. Bởi vì cái nhu cầu bây giờ các bác mà trồng lân kiếm thì không những chơi hoa mà chơi cây nó cực kỳ là nhiều các bác nhá. Để mình cứ trồng những cái kiếm rừng thật đẹp thì nó vẫn có giá trị mà, thì cũng không có vấn đề gì hết. Mình cứ mua mình sưu tầm 5-3 năm xong thì mình có một vườn lan kiếm, chuyện đó là trong tầm tay, không có gì là khó cả. Thì mình sẽ sưu tầm những cái lan kiếm mà mình trồng. Nói chung là khi mà cái level mình nó cao lên, và đặc biệt mình chưa có dùng phân thuốc gì hết các bác nhá, chưa dùng phân thuốc gì hết, đó là mà đã như vậy. Và đặc biệt các bác nhớ là đừng có để cho mưa và đừng có tưới nước nhá, tưới nước như này là thối ngay, để cho lá thật khô mình chỉ tưới gốc thôi nhá. Đấy đó thì do là có một bác comment ở trên trên cái video, thì trong quá trình mà làm video thì mình sẽ chia sẻ như vậy. Ok thì cái video nó cũng hơi dài dài chút, nếu các bác quan tâm thì cứ comment nếu như giải thích hoặc là có những cái trải nghiệm gì về lan kiếm rừng thì Nam tiếp tục chia sẻ với các bác. Xin chào và hẹn gặp lại ở những cái video clip tiếp theo. Bye bye. Các bác đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ Nam TV nếu là...